Thanh lý cho anh em 290.000 cặp loa Panasonic nhá. Đây, nó bị xấu. Anh em về nghe chống cháy thôi. Tép nó bị trẻ thằng gu con thì em nó xé ra nó rách, nhưng mà em đã vá lại bằng keo keo sữa rồi nhá. Hiện tại là nó không còn lành phành đâu. Chạy ngon. Bên này ngon. Tại vì thực tế cặp loa tép thì nó chạy chạy ở cái nón ở giữa thôi, anh em bỏ hết cả cái vành màng ngoài đi thì nó vẫn nói. Đời em mãi sao em hững hờ chuyện chúng mình, giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người ra đi. Anh yêu em như trời biển rộng, nay chim kia vào trời mộng, thời gian hơi nữa vầng trăng rơi để tình đơn. Cặp này tép rất là sáng luôn, đặc trưng của Panasonic này tép cực kỳ sáng luôn. Đấy, loa bass thì đẹp anh em nhé. Đấy, loa tép lúc nãy nó cũng đẹp cơ, nhưng mà lấy ra lau chùi ra để đây quên không để ý là thằng cu con nó ngồi nó xé ra của em. Đây, nói chung cái thùng này nó bị sứt đề can nhá, sứt đề can đây này, đấy những chỗ sứt đề can đây này, đấy nó bị sứt đề can nhá. Đấy, nếu mà đẹp hết thì là 650 một cặp cơ, 600 đến 650, em thanh lý cho anh em 290.000 thôi. Về cứ để vậy nghe nhá, đây là dòng hai cầu, một cầu bass và một cầu tép riêng, đấy. Anh em nếu anh em đấu âm ly bình thường anh em chỉ cần đấu chung cầu tép bass và tép vào là được, tại vì bên trong nó có tụ phần tụ ngắt tần của nó rồi. Đây, đây hai thùng anh em nhé. Đây lưới loa đây. Lưới Panasonic. Anh em không cần đẹp thì gọi là nghe chống cháy thì lấy con này được. Giá rẻ hơn cả gấp đôi luôn. Vậy là dọn nhà thanh lý nốt cho anh em nhé. Đấy, 290.000. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận sim hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em. Đấy, bọn này củ loa của nó xương nó rất là vàng, xương nó vàng chóe luôn. Lấp lánh, hồng ánh. Giá chỉ 290.000 cho anh em nhé.